Đừng bao giờ ăn kẹo sữa mà người lạ cho, bởi vì đó có thể là một thứ rất kinh dị. Khi còn bé, thôn chúng tôi còn lạc hậu, 10 cây số chỉ có một cửa hàng nhỏ. Việc làm ăn của cửa hàng nhỏ có thể nói là thập phần đông khách, nhưng tôi cũng không dám tới gần đó, bởi vì ông chủ của cửa hàng này rất kỳ quái, quanh năm đeo khẩu trang. Tôi chưa từng thấy qua bộ dạng thật sự của anh ta. Nghe nói là bởi vì bị khuôn mặt rất xấu, sợ dọa mọi người sợ. Nhưng anh ta xấu xí lại có một người vợ rất đẹp. Tất cả mọi người nói rằng hắn đã dùng tiền mua về. Hôm nay tôi đi đến cửa hàng nhỏ để mua đồ, vừa ra ngoài đã thấy một số thanh niên đang tranh giành một cái gì đó. Tôi đến gần để xem, hóa ra là một cái kẹo sữa. Tôi khinh thường nói: "Không phải là một cái kẹo sữa bình thường sao? Có gì mà thèm vậy?" Đi vào cửa hàng nhỏ, lập tức có một mùi kỳ quái truyền đến. Trong cửa hàng rất không hợp vệ sinh, vừa bẩn vừa loạn, còn có ruồi bay tán loạn chung quanh. Tôi không muốn ở lại lâu hơn một phút, sau khi mua xong chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Tại thời điểm này, ông chủ mỉm cười và gọi tôi, sau đó đưa cho tôi một vài cái kẹo màu trắng sữa. "Nếm kẹo sữa nhà tôi đi, hương vị rất ngon và ngọt ngào." Tôi vừa nhìn đây không phải là kẹo sữa bọn họ vừa tranh đoạt sao? Định cự tuyệt, nhưng ông chủ khăng khăng muốn cho tôi. Tôi liền cảm ơn, sau đó cầm kẹo sữa rời khỏi nơi này. Về đến nhà, tôi cầm một cái và bỏ vào miệng, ngay lập tức choáng váng. Viên kẹo vào miệng liền tan, tản ra một mùi thơm đặc biệt, làm cho người ta ăn còn muốn ăn thêm. Tôi đã ăn tất cả kẹo còn lại và nằm trên giường ngủ thiếp đi. Mơ mơ, màng màng tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên giường tôi. Bộ dáng của hắn thập phần dữ tợn, trên người dính đầy vết máu. Tôi bị dọa đến tỉnh giấc, may mắn chỉ là nằm mơ. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng đây không phải là ông chủ cửa hàng nhỏ đó sao? Làm sao hắn có thể biến thành bộ dáng đáng sợ này? Tôi đang suy nghĩ, đột nhiên dạ dày đau đớn. Tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ hỏi tôi có ăn thứ gì đó không sạch sẽ không. Tôi nói tôi chỉ ăn một loại kẹo sữa có hương vị kỳ lạ. Bác sĩ lấy bao bì kẹo đi kiểm tra, lại phát hiện thành phần bên trong là mỡ người. Tôi lập tức báo cảnh sát. Sau đó phát hiện một cảnh kinh hoàng ở dưới tầng hầm của cửa hàng. Ở đây nhốt rất nhiều người, thịt và chất béo trên cơ thể của họ đã được cắt ra và ông chủ cửa hàng đã biến mất. Tôi về đến nhà, nhớ tới kẹo sữa đã ăn trước đó, một trận ghê tởm. Ông chủ cửa hàng đáng ghét này rốt cuộc đã đi đâu đây?